Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, ý chí nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác của toàn lực lượng công an thành phố. Mặc dù có nhiều cảnh báo, nhưng tình trạng thanh thiếu niên hung hăng, liều lĩnh, chuẩn bị hung khí đánh nhau vẫn còn tồn tại, đặt ra trách nhiệm trong công tác quản lý. Câu chuyện về những bếp cơm đỏ lửa mùa dịch càng tô đậm thêm sự tốt bụng và lòng nghĩa hiệp của người dân Đà Nẵng đã cùng nhau vượt qua năm mùa dịch. Bây giờ, mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện hiệu quả các kế hoạch chuyên đề nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong bối cảnh mới. Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Công an thành phố diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 6. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiểm soát, kiềm chế. Phạm pháp hình sự xảy ra 199 vụ, giảm 5,2% so với năm 2020. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,4%, cao hơn chỉ tiêu Bộ Công an giao 12,4%. 100% vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được kịp thời đấu tranh khám phá nhanh. Lực lượng Công an thành phố đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thành công của bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, sớm hoàn thành hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả của toàn lực lượng công an thành phố, thể hiện tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, ý chí nỗ lực, quyết tâm cao của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đồng thời, yêu cầu công an thành phố triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực, giữ vững thế trận, chủ động chiến lược, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố. Chủ động nắm dự báo kịp thời tình hình thế giới khu vực để có một sự tham mưu cho lãnh đạo thành phố, Bộ Công an trong công tác chỉ đạo những vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực như là chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, đối ngoại, hoạt động các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội. Cái này là nhiệm vụ thường xuyên và công chí phải quan tâm để đừng để bị động bất ngờ và đấu tranh một cách quyết liệt. Khi chúng ta làm tốt công tác xây dựng đảng thì chắc chắn rằng là công tác chuyên môn của chúng ta sẽ đạt kết quả tốt. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá các chuyên án ma túy, vụ tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phá chuyên án, tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng đang bước vào mùa cao điểm nắng nóng, kèm theo đó là nguy cơ cháy rừng. Trước thực tế này, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang phối hợp với công an xã, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện mở các lớp tuyên truyền cho bà con đồng bào dân tộc Cơ Tu ở hai thôn Tà Lang và Giản Bí, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Trong cái nắng oi ả của mùa hè, mặc cho công việc nương rẫy có phần bận rộn, nhưng người dân Cơ Tu của hai thôn Tà Lang và Giản Bí, xã Hòa Bắc vẫn tranh thủ thời gian đến nhà gươi để được nghe tuyên truyền những kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trước đây là chỉ là dùng là nước đi tạt thôi chứ đâu có biết sử dụng bình chữa cháy. Cuối cùng là không có hiệu quả như hiện nay trong là buổi tập huấn này là thấy là rất bổ ích. Nhận thấy đời sống của bà con đồng bào Cơ Tu ở đây còn nhiều khó khăn, Công an huyện đã hỗ trợ và trao tặng 80 bình chữa cháy tại chỗ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý kịp thời, nhanh gọn đám cháy, chống cháy lan ở những địa điểm, khu vực mà lực lượng chữa cháy khó tiếp cận.
Mặt trận và công an xã làm được cái việc này thì sẽ trang bị cho bà con những kiến thức cơ bản thiết thực nhất để bà con biết xử lý lửa, dập lửa, tránh cái tình trạng lây lan lửa trên diện rộng để góp phần bảo vệ được tính mạng của chính bản thân mình, gia đình mình, cộng đồng mình, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi cái công tác phòng cháy chữa cháy. Điều thành công của buổi tuyên truyền là đồng bào cơ tu ở đây ai cũng mong muốn một lần cầm bình chữa cháy tại chỗ, tự mình dập tắt một đám cháy giả định. Và quan trọng hơn nữa là khắc phục tâm lý sợ ngọn lửa, bình tĩnh xử lý mọi tình huống cháy nổ xảy ra trong thực tế ở địa bàn vùng núi xa xôi. Tiếp theo là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trao thưởng cho đội cảnh sát hình sự Công an quận, Công an phường Thọ Quang, Công an phường Phước Mỹ thuộc quận Sơn Trà. Trước đó, các đơn vị địa phương nói trên đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá hai vụ án cướp và cướp giật tài sản. Trước những chiến công này, góp phần răn đe đối với những đối tượng đã và đang có động cơ, mục đích vi phạm pháp luật, đem lại cuộc sống bình yên của nhân dân. Ngày 26 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam Bùi Văn Long và Kiều Thanh Tuấn cùng chú tỉnh Thái Bình về hành vi tổ chức môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép. Vụ việc đã bị Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện vào cuối tháng 12 năm 2020. Nhiệm vụ của Long và Tuấn là đưa số người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh xuống các tỉnh biên giới phía Tây Nam, vượt biên qua Campuchia kiếm việc làm hoặc từ Campuchia trở lại Trung Quốc để thu lợi từ 20 đến 40 triệu đồng một chuyến đi. Tuần qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bắt giam đối với Phạm Thị Hiền, 41 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do sinh hoạt trong một đền thờ, có quen một số người, Hiền đã lừa bán đất cho các bị hại này, chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Thực tế, toàn bộ số đất nằm trong dự án ma do Hiền vẽ ra là khu quy hoạch trồng cây xanh và công viên. Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã bắt giữ Võ Thị Sóc, 47 tuổi, trú quận Sơn Trà, cũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người phụ nữ này phao tin mình có quen công an, tòa án, có thể nhờ những đơn vị này giúp đỡ bị hại, lấy lại số tiền cho vay đã bị lừa gạt trước đó. Qua đó, Sóc đã chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng của bị hại. Từ tháng 4 năm 2021, ở quận Sơn Trà liên tục xảy ra các vụ trộm cướp táo tợn. Ngày 23 tháng 6, trong khi công an đang truy xét nghi phạm thì tiếp tục nhận được tin báo của một nữ bị hại bị cướp điện thoại trong quán nhậu. Nghi phạm chạy xe máy Honda Dream có nhiều hình xăm. Từ nhân dạng này, ngày 24 tháng 6, công an quận Sơn Trà bắt được kẻ gây án là Nguyễn Hữu Phước, 31 tuổi, trú tại địa phương trên đường Ngô Quyền. Phước khai nhận đã có 3 tiền án trộm cắp, 1 tiền án cướp giật. Từ cuối tháng 4 đến nay đã gây án 7 vụ. Ước tính tổng số tài sản do Phước trộm cắp lên tới hơn 100 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Ma túy Công an thành phố vừa bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tùng, 40 tuổi, trú quận Thanh Khê, đang bán ma túy cho con nghiện tại một ngôi nhà trên đường Phan Tứ. Công an thu giữ trên người Tùng 7 gam ma túy đá. Mở rộng án, đơn vị tiến hành khám xét và phát hiện thêm 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng thời gian này, Công an quận Hải Châu bắt quả tang Lê Hà Quốc Bảo, 29 tuổi, trú quận Sơn Trà, đang bán ma túy cho một con nghiện. Vật chứng thu giữ trên người Bảo là 8 gói ma túy đá. Tiếp tục mở rộng chuyên án, tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh và Lê Duẩn, Công an quận Hải Châu đã bắt quả tang Đào Thị Hàn My, 27 tuổi, và chồng là Nguyễn Văn Nhân, 33 tuổi, cùng chú quận Sơn Trà, đang tàng trữ 100 gam ma túy tổng hợp dạng hàng đá. Trước đó, tổ C2911 Công an thành phố đã bắt quả tang Hồ Tấn Đại Nghĩa, 28 tuổi, chú quận Ngũ Hành Sơn, đang cất giấu một gói thuốc lá, bên trong có chứa 7 viên thuốc lắc cùng ketamin. Nghĩa khai nhận mua số ma túy này vào Quảng Nam sử dụng với bạn bè. Chiều ngày 28 tháng 6, tại một kho hàng trên đường Nguyễn Xí, quận Liên Chiểu, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu đã tiến hành kiểm tra, phát hiện hơn 4.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại như robot, xe tăng, đồ chơi lắp ráp bằng pizza, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Lê Hoàng Nam, 29 tuổi, trú tại địa phương, không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số mặt hàng là đồ chơi trẻ em nói trên. Rạng sáng ngày 25 tháng 6, người dân phát hiện có cháy tại xưởng gia công gỗ của anh Hứa Đại Hiệp trên đường Trường Sơn và ngọn lửa đã cháy lan bao trùm xưởng gỗ. Lúc này, Công an quận Cẩm Lệ và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai dập lửa. Đến 3 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Diện tích cháy khoảng 100 mét vuông, nhiều gỗ và máy móc thiết bị bị thiêu rụi với thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thanh thiếu niên chuẩn bị sử dụng hung khí đi giải quyết các mâu thuẫn cá nhân đang trở thành vấn đề nhức nhối đối với các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Những vụ việc gần đây được Công an quận Cẩm Lệ ngăn chặn đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội về việc buông lỏng quản lý số thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật tại cộng đồng xã hội. Đây là số hung khí mà Công an quận Cẩm Lệ phát hiện và thu giữ tại nhà Nguyễn Trọng Phát, 14 tuổi, trú phường Hòa Xuân. Theo khai nhận của đối tượng này, số hung khí trên được những người bạn nhờ cất giữ giúp để phục vụ cho việc đi đánh nhau. Mấy đứa góp tiền vô, xong cái bắt đầu ra ngoài nó năng nảy ông, nó làm giùm. Cái ông làm gần xong rồi, mới làm xong ngày chiều hôm qua tới chiều hôm nay là bắt. Cũng trong vụ việc này, Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục mở rộng truy xét nhà của Lê Văn Hiếu, 16 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông. Tại đây, cơ quan công an thu giữ thêm nhiều hung khí tự tạo. Nếu không được phát hiện kịp thời, rất có thể chỉ một phút bốc đồng thì số hung khí này sẽ được các đối tượng đem ra sử dụng. Không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Điều này đang đặt ra một câu hỏi lớn trong việc quản lý giáo dục số thanh thiếu niên nói trên. Quản lý ở đây chúng ta phải quản lý chặt về cái mối quan hệ, về cái thời gian đi lại, cũng như là quản lý về cái việc chi tiêu cho tiền các em, để góp phần vào việc hạn chế được cái việc là các em vi phạm pháp luật hoặc là nghiêm trọng hơn là tiến hành phạm tội. Điểm chung của các nhóm thanh thiếu niên này là đều đã bỏ học, thiếu sự quan tâm quản lý của gia đình, xã hội, nên thời gian rảnh rỗi các em lại sa đà vào game hay tụ tập ở những địa điểm vắng người. Câu chuyện về những thanh niên quá trẻ bị bắt giam, xử lý hình sự thời gian qua vẫn là bài học cho những ai còn thờ ơ với chính tương lai của con em mình. Thưa quý vị và các bạn, thay vì chỉ đỏ lửa để nấu cơm cho gia đình hay phục vụ việc buôn bán, có những căn bếp đã lan tỏa những giá trị yêu thương của cuộc sống này. Người nhóm bếp có thể là những bà nội trợ, những người bán buôn, bỏ qua việc mưu sinh hay kinh doanh thương mại. Những cá nhân này đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần để cho chúng ta vững một niềm tin. Cuộc sống này vẫn có nhiều điều tốt đẹp hiện hữu. Hình ảnh này được ghi lại vào giữa tháng 5 vừa qua. Căn bếp nhỏ của chị Trần Thị Lựu, trú ở quận Thanh Khê, thay vì chỉ nấu cơm cho gia đình, nay lại tất bật vì đón thêm nhiều vị khách lạ cùng đến để chuẩn bị bữa trưa, bữa tối cho các cán bộ chiến sĩ đang làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân. Cái đội ngũ của các anh công an á, thì ngày đêm vất vả làm từ 5 giờ sáng mà đến 1-2 giờ đêm, thì nhiều khi cũng không có lúc để ra ngoài để mà ăn cơm, cho nên là từ đó là thấy nhiều ngày, cho nên là bên hội phụ nữ cũng nghĩ có ý định là thôi để cũng mình cũng bỏ một chút thời gian nấu một bữa cơm. Mỗi người đều có công việc riêng, nhưng ai cũng vui vẻ sắp xếp thời gian để có thể chung tay giúp sức một phần nhỏ, trở thành những hậu phương để các cán bộ chiến sĩ công an có thêm động lực tinh thần hoàn thành nhiệm vụ dẫu có nhiều vất vả. Sau khi mà chúng tôi đã thường xuyên làm việc theo ca từ 5 giờ sáng, triển khai theo cái lực lượng quyết định của giám đốc thành công an thành phố, thì từ 5 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm thì bà con cũng rất là quan tâm, cảm thấy là cái tình quân dân là thắm thiết. Dù đã đóng cửa suốt nhiều tháng nay do tình hình dịch Covid-19, nhưng bếp ăn của nhà hàng này vẫn luôn đỏ lửa. Không còn là những món ăn phục vụ khách hàng, giờ đây nó trở thành căn bếp để nấu ra những suất cơm đầy nghĩa tình, phát miễn phí cho người lao động nghèo. Xuất phát từ sự yêu thương và còn mong muốn cùng đồng hành cùng mọi người dân gặp khó khăn, có một bữa cơm tốt hơn, ngon hơn. Hy vọng là mọi người cùng cố gắng giúp đỡ và nhau để vượt qua đại dịch này. Mỗi ngày, hơn 400 phần cơm miễn phí vẫn đều đặn được quán tổ chức phát vào 11 giờ trưa và 4 giờ chiều. Từng suất ăn trao đi là một phần nào đó bớt được nỗi lo về cơm áo gạo tiền với những người lao động vất vả. Rất cảm ơn quán đã từ thiện cho những người lao động cực khổ. Những bữa cơm được nấu bằng tình yêu thương lúc nào cũng mang những hương vị đặc biệt. Nó không chỉ giúp cho các cán bộ chiến sĩ công an có thêm thời gian, sức khỏe để tiếp tục phục vụ nhân dân, giúp cho những người lao động nghèo cùng nhau vượt qua mùa dịch, mà còn thể hiện một tinh thần nhân văn của người Đà Nẵng. Đến đây, chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thân ái chào tạm biệt.